Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm dần, tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Khoang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Và ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Và nạp âm, kim bạch kim, kỵ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, dùng với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt giàu Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, sao thiên hỷ, sao thiên phúc, sao thiên mã, sao nguyệt không, sao ích hậu, sao tam hợp, sao mẫu thương, sao sát cống, đại cát. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa, sao bạch hổ, sao lôi công, sao cô thần, sao cổ thổ cẩm, sao ly sàng và đặc biệt ạ ngày 23 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mồng năm 14, 23, đi chơi hoàn thiện nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính Tây sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chứa mệnh và đây là lời đảm bảo cho bạn đang có được nguồn tài lộc lý tưởng. Bạn mệnh tuổi Tý làm tốt công việc của chính mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi nguồn thu nhập chính của bạn đến từ đây. Trong ngày này với bạn tuổi Tý á, tài khí đương vượng, bản mệnh có thể lên kế hoạch về đầu tư để cho tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quên luôn có một khoản tiết kiệm dự phòng cho mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi tí, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này giúp cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia có được sự hài hòa và in ấm. bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với đối phương của mình mọi khi gặp phải những khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ giải quyết được mọi việc mà thôi. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, con đường tài lộc được lý tưởng, thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, tập trung hoàn thành công việc để đảm bảo nguồn thu về tài chính. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, nên sớm lên kế hoạch về đầu tư để tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, tình duyên hài hòa, đôi lứa in ấm. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, đồng lòng giải quyết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 52, số 68, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và đây là điểm báo vận trình tài lộc của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Bạn mệnh tuổi Sửu có thể mất đi khoản tích cốt bấy lâu, tiền bạc vốn đang ở trong tay bỗng nhiên gặp chuyện mà tiêu tan. Và thời điểm này với bạn tuổi Sửu bạn nên cẩn trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc không phải người khác làm được thành công là mình cũng có thể thành công như vậy. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng và cân nhắc rõ khả năng của bản thân trước khi hành động. Ngày này, bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn gặp nhiều trở ngại. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua được những sự nghi ngờ, ghen tung Có lẽ cả hai nên có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn. Vài từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, tài lộc ám đạm, tiền bạc tích cốp không giữ được. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, cần phải tỉnh táo và thận trọng trước các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên căn cứ vào thực lực của bản thân để lựa chọn cho chính xác vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tình duyên trắc trở do tình cảm đôi bên chưa đủ lớn từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc nên nói chuyện thẳng thắn với nửa kia để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 44 số 65 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi dậu tuổi hợi từ vi tuổi dần thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này có thể làm cho bạn vướng phải những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân gây ra. Và bạn tuổi dần cần phải cẩn trọng trong công việc, nếu không dễ bị kẻ xấu lợi dụng, vu oan giáng họa, làm cho bạn gặp phải chuyện chẳng lành. Với bạn tuổi dần, dù bạn là người thông minh, lanh lợi, nhưng trước mưu mô của kẻ tiểu nhân thì khó lòng mà nhận biết được nguy hiểm, dễ dàng rơi vào bẫy và sập bẫy bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nếu như bạn đang có ý định về đầu tư thì nên cân nhắc sao cho kỹ lưỡng kéo lại bị lợi dụng gây thất thoát về tiền bạc. Trong ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng và đây là lời cảnh báo sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cho cơ thể mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến cho bạn thấy thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng và rất dễ bị đối sức nữa. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tiểu nhân gây ra họa thị phi không đáng có. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cẩn thận, kéo lại bị tiểu nhân lợi dụng, vụ oan giáng họa. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, khó tránh được những bẫy của những kẻ tiểu nhân sắp đặt. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, nên cân nhắc quyết định về đầu tư kéo lại bị thất thoát về tiền bạc. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên chủ quan với các vấn đề về sức khỏe. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mão thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông thuận lợi Bạn mệnh tuổi mão sẵn sàng tinh thần chiến đấu với bất cứ khó khăn nào và vượt qua được mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước đó với bà tuổi mão có tinh thần trách nhiệm cao và được cấp trên đồng nghiệp đánh giá rất cao con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh đang được thăng tiến khá tốt và cứ đà này mục tiêu mà bạn để cải thiện về thu nhập không còn xa nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này có thể khiến cho bạn tuổi Mão cảm thấy mệt mỏi, đau người, nhất là đối với những ai đang có tiền sử về bệnh gan thì càng cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn bạn hãy điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của mình sao cho khoa học, đồng thời chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho bản thân mình nữa. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tinh thần hăng hái, sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn, thử thách. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có tinh thần trách nhiệm cao và được đánh giá cao từ cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có được cơ hội thăng tiến cải thiện về thu nhập từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc sức khỏe suy giảm cơ thể có nhiều triệu chứng bất thường mệt mỏi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đối với những người có tiền sử về bệnh gan thì càng cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 3 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn Số 15 Số 58 Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ Màu sắc cát tường Màu xanh lá cây Màu điên Quý nhân phù trợ Tuổi mùi Tuổi tốt Tuổi hợi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn đang có những suy nghĩ cân nhắc, độc đoán. Nhưng chính điều đó khiến cho bạn tuổi Thìn dễ mắc phải những sai lầm lớn mà bạn không lường trước được hậu quả của nó. Đôi lúc với bạn tuổi Thìn, nên bước chậm lại một chút và lắng nghe những lời khuyên bảo từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm. Đừng có cứng đầu, cố chấp, lúc nào cũng làm theo ý của mình. Đôi khi người ngoài lại có cái nhìn thấu đáo hơn bạn nghĩ rất nhiều nữa. Và trong ngày thứ tư này với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại. Sự hoài nghi từ phía nửa kia đang làm cho bạn cảm thấy ngạt thở. Bạn nghĩ nếu người ấy cứ mãi chấp chuyện quá khứ thì chuyện tình cảm này khó lòng trụ vững. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tránh suy nghĩ cân nhắc, độc đoán từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có thể sẽ gặp sai lầm lớn nhưng không lường trước được hậu quả từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước có nhiều kinh nghiệm từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cố chấp làm theo ý của mình chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối mà thôi từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình cảm trắc trở sự hoài nghi gây ra sự hạn nất rạn nứt. về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc ba sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 60, số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang có điểm báo gặp khá nhiều rắc rối trong công việc ngày này dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hỏi dù bạn đã cố gắng đến đâu thì cũng rất có thể sẽ bị đủ chuyện ngáng đường công sức mà bạn đã vất vả bỏ ra cũng bỗng một ngày trở thành thứ của người khác sở hữu nữa Chẳng những vậy, mối quan hệ hợp tác làm ăn của bạn tuổi tỵ trong ngày này với các đối tác cũng chẳng được thuận lợi cho lắm. Cái điều này càng khiến cho mọi chuyện thêm phần khó khăn hơn với bạn. Và lúc này, bạn hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với những kẻ tiểu nhân nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ May mắn là bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ gia đình của bạn trong ngày hôm nay rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn cũng cần phải nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết những rắc rối sao cho hợp tình hợp lý mọi chuyện. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa công việc gặp nhiều rắc rối, công sức mà bạn đã vất vả bỏ ra nhưng không được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, việc hợp tác làm ăn gặp nhiều trục trặc. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, chú ý cách ứng xử của bản thân, tránh những chiêu trò của kẻ tiểu nhân. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, gia đạo êm ấm, gia đình hài hòa. Từ vi tuổi quý tỵ cuộc mệnh thủy nhận được sự thông cảm và quan tâm từ phía nửa kia. Và đánh giá của bản tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 50, số 78, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi tuổi thân Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cái điều này làm cho bà tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc dù công việc của bạn có gặp khó khăn đến đâu, bạn mạnh cũng sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy ai đó đang gặp phải những khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà Tử Ngọ cũng đang gặp được ngày cố chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn có được sự mở rộng lối đi tiến tới thành công cho bạn sự nghiệp của bạn tuổi ngọ sẽ đạt được nhiều bước tín đáng chúc mừng khi mà bạn đã dồn hết tâm sức vào để làm việc mình mong muốn và rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng để cổ vũ về tinh thần nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang quản độc thân, có nhân duyên rất tốt đối với những người khác giới bạn mạnh có được cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Bạn cũng hãy cho mọi người thấy được sự cuốn hút của bản thân mình nữa và biết đâu với bạn sẽ có được số đào hoa trong ngày hôm nay khiến cho người khác phải ganh tị nữa thì sao. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình và hăng hái giải quyết mọi khó khăn từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp đạt được những bước tiến trị mới khi tập trung tối đa để hoàn thành. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, có thể được thưởng nóng cho công sức mà bạn đã bỏ ra bấy lâu. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm kiếm một nửa phù hợp với mình về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 10 số 47 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tỵ tuổi tốt từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu bị xa sút tiền bạc trong nhà không có nhiều tài khí khó bẻ tích tụ kiếm được tiền rồi lại đánh mất vòng luận quẩn khiến cho bản mệnh đau đầu về chuyện tiền bạc. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, thần may mắn không ở bên, cho nên bạn nên tránh nghe theo những lời xúi dục mà tham gia những dự án về đầu tư mạo hiểm hay là phi pháp, kẹo lợi nhuận không thấy, cuối cùng tiền mất mà tật mang. Và trong ngày này với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn mệnh chẳng được như ý muốn. Với bạn tuổi mùi, dễ lận đận về đường tình duyên, cho dù bạn có tìm được người tâm đầu ý hợp, nhưng chưa chắc đã nên duyên, giữa hai người còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Về từ vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tài lộc xa sút tài khí khó bè tích tụ, từ vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, tiền kiếm được nhưng khó giữ được lâu dài. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên tránh nghe theo những lời xúi dục tham gia các dự án về đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mù quáng tham lợi trước mắt có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm không được như ý muốn. và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 27, số 89, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang đứng dựa ngã ba đường khiến cho bạn đau đầu vô cùng trái tim mách bạo một đường lý trí lại hướng theo một nẻo khiến cho bạn không biết nên lựa chọn hướng nào sao cho phù hợp. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khác và đây là lời cảnh báo cho bạn mệnh với những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Lắng nghe những tín hiệu quan trọng mà cơ thể của bạn gửi đến bạn, đằng sau đó là những cảnh báo mà bạn không thể bỏ qua được nhé bù lại trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thực thần chia chở cái điều này làm cho khuôn đường tài lộc của bạn vô cùng là rộng mở việc kinh doanh buôn bán có được nhiều thuận lợi hàng hóa bán đắt như tôm tươi bản mệnh nhìn rõ được xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, đau đầu vì chuyện tình cảm đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, lý trí và trái tim không có được tiếng nói chung. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, chú ý tới các dấu hiệu bất thường của cơ thể từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc con đường tài lộc được rộng mở kinh doanh buôn bán được thuận lợi từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nắm bắt được xu hướng của thị trường để có thể có được những bước đi táo bạo thu lợi nhuận cao và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 65, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc bạn mệnh không có được sự tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ mà còn bị phân tán tư tưởng cho nên khó có thể hoàn thành được công việc như ban đầu đã dự định với những lúc tâm trí không đủ sự tập trung như thế này với bạn tuổi Dậu nhất là không nên mạo hiểm đưa ra các quyết định liên quan tới vấn đề về tài chính. Tiền bạc không kiếm được lúc này thì kiếm lúc khác, chớ nên cuốn nóng vội mà tiền bạc lại theo gió bay đi mất. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khác với mộc, cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang bị lung lay. Bạn cố chấp và khăng khăng làm mọi chuyện theo ý của mình mà không quan tâm xem người ấy suy nghĩ ra sao, sự độc đoán chuyên quyền của bạn như là một sợi dây thòng lọng khiến cho đối phương chỉ muốn thoát ra khỏi mà thôi. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, gặp nhiều khó khăn trong công việc do phân tán tư tưởng, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa thiếu đi sự tập trung khiến cho hiệu suất công việc bị giảm sút tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ không nên mạo hiểm đưa ra các quyết định về tài chính tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mối quan hệ có nhiều khúc mắc đứng trên bờ vực rạn nứt tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên quan tâm tới cảm xúc của nửa kia thay vì cố chấp làm theo ý của mình vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao Sức khỏe 3 sao Tình cảm 3 sao Con số may mắn Số 17 Số 83 Giờ tốt Từ 7 giờ đến 9 giờ Màu sắc cát tường Màu bạc Màu xám Quý nhân phù trợ Tuổi thìn Tuổi thân Tuổi tuốt Từ phi tuổi tuốt thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu trải qua ngày mới gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Ngày này, bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ Tuất nâng đỡ, cho nên bản mệnh có được vận quý nhân phù trợ, tìm ra được những cơ may kiếm tiền mà không phải ai cũng có được với bạn tuổi tuất sự nhạy biến giúp cho bạn có được cơ hội song chính năng lực của bạn mới là thứ để cho cơ hội được phát huy bạn hãy cứ tiếp tục quyết tâm và kiên trì đến cùng như vậy tiền bạc dư dôi là điều không có gì phải đáng ngạc nhiên và nhân lúc này bạn tuổi tuất hãy tìm cho mình thêm những phương hướng phát triển mới từ những nguồn tài lộc sẵn có nữa trong ngày này với ba tuổi tuất lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi tuất nên quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình và dành thêm thời gian cho người ấy. Trong ngày bận rộn, vậy thì bạn hãy chọn một lúc nào đó rảnh rỗi để hội thăm, lắng nghe đối phương tâm sự những chuyện vui buồn, tình yêu không được chia sẻ, khó bè bà bền vững, bạn đừng quên điều đó nhé. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, tài lộc may mắn do có được quý nhân phù trợ, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tìm được cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên tìm cách phát huy năng lực sẽ rất có lợi cho bản thân bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên quan tâm, hỏi han và dành thêm nhiều thời gian cho nữa kia. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tình yêu rất cần có sự chia sẻ cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 56, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 23 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện dần hợi nhị hợp cái điều này giúp cho bạn tuổi hợi được mọi người yêu mến quan trọng trong ngày hôm nay bạn mệnh là người có tính tình hiền hòa biết quan tâm vì thế mà ai cũng muốn được kết giao với bạn có thể bạn sẽ gặp được vận quý nhân trong ngày hôm nay nữa tuy nhiên trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hỏi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là lời cảnh báo có kẻ tiểu nhân đang có ý định dùng những lời đồn đoán thất thiệt để làm cho túi tiền của bạn mệnh bị thiệt hại cái chuyện kinh doanh buôn bán gặp phải nhiều trục trặc Do kẻ xấu ném đá giấu tay, bản mệnh cần phải tỉnh táo để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân, sẽ tin tưởng hơn vào tình yêu, bạn hâm mộ hạnh phúc của những cặp đôi xung quanh. Và điều này mang lại cho bạn có được niềm tin không nhỏ vào những quyết định trong tương lai. Từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa được mọi người yêu mến nhờ tính cách hiền hòa. tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có thể sẽ gặp được vận quý nhân giúp đỡ. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc túi tiền có thể bị thất thoát do những lời đồn đoán thất thiệt. tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim kinh doanh dễ gặp trục trặc bởi những kẻ nhiễm đá giấu tay. tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đối với những bạn đang quản độc thân, tin tưởng hơn vào tình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 56, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.